Xin chào các bạn, chào quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Clickbuy Motorola. Nếu như các bạn theo dõi điện thoại ở trong khoảng tầm 5 năm trở lại đây thì cái tên này sẽ không còn xa lạ. Do đây cũng là một cái tên trước đây nha, nó khá là có tiếng. Tuy nhiên thì trong một quãng thời gian khá là im hơi lặng tiếng thì Motorola đã tiếp tục ra mắt điện thoại ở trong thời gian gần đây. Và gần đây nhất đó là trường hợp của chiếc Motorola SS. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tổng hợp những cái thông tin đáng chú ý liên quan đến sản phẩm này. Và nó cũng thực sự rất là đáng chú ý luôn. Rồi, điểm nhấn đầu tiên mình nghĩ sẽ không phải là thiết kế của sản phẩm này, mà thay vào đó nó sẽ là con chip được trang bị. Đó là con chip Snapdragon 870. Con chip này thì cũng mới chỉ được Qualcomm công bố vào đầu tuần trước mà thôi. Đây là một phiên bản nâng cấp của Snapdragon 865+, được ra mắt với tư cách là flagship ở thời điểm của năm 2020, tức là năm ngoái, với tốc độ xung nhịp cao hơn ở mức đó là 3.2 GHz. Và có vẻ như Motorola SS nó sẽ là chiếc điện thoại đầu tiên được trang bị cái con chip này. Không cần phải nói, với một con chip flagship như kiểu là Snapdragon 865 thì chúng ta sử dụng ở thời điểm hiện tại vẫn khá là dư xăng và thoải mái. Đây thậm chí còn là một phiên bản nâng cấp hơn của con chip đó, thì mình nghĩ rằng hiệu năng ở trên chiếc điện thoại này nó sẽ khá là đáng mong chờ đây. Bên cạnh đó thì sản phẩm này sẽ có mức RAM đi kèm là 6GB hoặc 8GB, thế hệ là LPDDR5. Nên nhớ rằng đây chỉ là một sản phẩm tầm trung thôi nha, mà chúng ta đã có một cái chuẩn RAM nó thực sự rất là lớn rồi. Và chưa hết, chúng ta sẽ có một cái bộ nhớ trong 128GB chuẩn là UFS 3.1. Đó đều là những cái chuẩn rất là cao và mình thực sự là hy vọng với cấu hình này thì nó sẽ được đưa về bán tại chỗ Việt Nam, hoặc ít nhất sẽ có một đơn vị nào đó, ví dụ như là Clickbuy chẳng hạn, sẽ đưa cái chiếc điện thoại này về để người dùng có thể được trải nghiệm và reviewer chúng mình cũng có cơ hội được trải nghiệm nữa. Về mặt thiết kế thì chiếc SS nó rất giống với cả chiếc Motorola G5G và một số mẫu điện thoại mới ra mắt của thương hiệu này, đặc biệt là ở mặt lưng. Bộ camera sau của Motorola SS được đặt ở trong một cụm hình vuông và cảm ứng vân tay được nằm ở phía cạnh bên, kiêm luôn nút nguồn của máy. Ở mặt trước thì Motorola SS sẽ có camera selfie kép, nhưng thay vì một lỗ bấm lớn hình viên thuốc thì thiết bị này nó sẽ có hai nốt ruồi được nằm riêng biệt ở vị trí bên góc trái màn hình. Ở mặt trước này thì Motorola SS sẽ được trang bị màn hình LCD với kích thước là 6,7 inch, độ phân giải đạt được mức đó là Full HD Plus, hỗ trợ tốc độ làm tươi khung hình lên đến là 90Hz và hỗ trợ thêm hiển thị HDR10. Tỷ lệ ở trên màn hình của chiếc máy này nó sẽ là 21:9, tức là tỷ lệ chuẩn điện ảnh luôn. Một trong cái thông số mình cũng đánh giá khá là cao. Về camera thì sản phẩm này sẽ có 4 ống kính được đặt ở phía mặt lưng, trong đó thì ống kính chính sẽ có độ phân giải lên đến là 64MP, hỗ trợ quay video 4K tốc độ 60fps và quay video 6K với tốc độ là 30fps. Bên cạnh đó thì cũng có một cảm biến góc siêu rộng 16MP với góc nhìn là 121 độ, cảm biến đo chiều sâu 20MP và một cảm biến TOF. Đó là những cái thông số mà cũng khá là đáng kỳ vọng đây, đặc biệt là với khả năng quay video 6K 30fps thì đây gần như là cái sản phẩm tầm trung đầu tiên mà nó được trang bị cái tính năng này, khá đáng mong chờ. Còn camera selfie ở phía mặt trước thì nó sẽ là một cảm biến chính 16MP và một ống kính góc siêu rộng là 80MP, nhìn chung là có thể chơi được với đủ mọi nhu cầu rồi đây. Viên pin được trang bị trên sản phẩm này nó là 5000 mAh, mình nghĩ rằng sẽ sử dụng được thoải mái trong vòng một ngày luôn, một mức pin cũng khá là đủ và vừa vặn với cả chiếc điện thoại này. Về giá bán thì chúng ta sẽ có một mức giá khá mềm về những thứ được trang bị ở trên Motorola SS. Trong đó thì với phiên bản thấp nhất là RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB, nó sẽ có giá rơi vào khoảng là 1.999 nhân dân tệ, tức rơi vào khoảng là 7,1 triệu đồng. RAM 8GB và bộ nhớ trong là 128GB, mức giá cũng chỉ chênh hơn một chút thôi, 2.399 nhân dân tệ, tức rơi vào khoảng là 8,5 triệu đồng. Và RAM 8GB, bộ nhớ trong là 256GB, sẽ có giá là 2.799 nhân dân tệ, tức rơi vào khoảng là 10 triệu đồng. Mình nghĩ đó là một mức giá khá mềm, đặc biệt là ở phiên bản RAM 6GB, tức là phiên bản thấp nhất của nó ấy. Thì nếu như mà được xếp tay tại thị trường Việt Nam, mình hy vọng là mức giá nó sẽ rơi vào khoảng tầm dưới 8 triệu là ok và cực kỳ hợp lý, để các bạn có thể mua được một con chip nó khá là mới như là Snapdragon 870, cũng như là những thứ được trang bị ở trên điện thoại này thì nó cũng tương đối là ngon đấy. Và ok, mình đã tổng hợp xong cho các bạn những cái thông tin đáng chú ý nhất để gọi đến chiếc Motorola SS, một sản phẩm mà mình cũng khá là mong chờ và hy vọng là sẽ được trên tay nó, trải nghiệm nó trong một thời gian sớm nhất. Còn không biết là quan điểm của các bạn sẽ là ra sao về cái chiếc điện thoại này, liệu các bạn có kỳ vọng là nó sẽ được xách tay về thị trường Việt Nam hay không? Xin mời hãy để lại ý kiến ở phía dưới comment video, chúng ta sẽ cùng bàn luận thêm nhé. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.